Kamen Rider Kiss trailer tập 5 cũng như những hình ảnh được leak ra sẽ cho chúng ta biết trò chơi tiếp theo là gì. Hãy cùng với mình Rider Kiss phân tích vào đoạn trailer lần này nhé. Đoạn trailer mở đầu với khung cảnh chiến đấu Kamen Rider do Kewa biến hình. Typhoon, anh ấy đang sử dụng vũ khí của mình. Có lẽ bây giờ anh ấy đã có khả năng sử dụng nó tốt hơn. Và chúng ta đã thấy được tên Yamato, cơ thể của hắn và chiếc mũ rất giống một ảo thuật gia. Vị trí cơ thể là phần mặt sau những lá bài tây. Bọn chúng có phải chính là trò chơi tiếp theo? Lần này Typhoon có vẻ kỹ năng cao hơn lần trước. Mới tập vừa rồi thì anh ấy bắn cung còn khá là rung tay, nhưng lần này đã chiến đấu cực kỳ mượt mà như thế này rồi. Những hình ảnh kế tiếp lại là trận đối đầu giữa cả hai Rider, Kiss với cơ thể là của zombie, cũng như là Buffa với cơ thể là Magnum. Lời thì thầm của Buffa dành cho Kiss: tất cả Rider đều là đối thủ của ta, và ta rất ghét kẻ như ngươi, Kiss. Điều này ám chỉ họ sẽ tấn công nhau hay không? Theo mình nghĩ thì vẫn như cũ thôi, sẽ là không thể nào đánh nhau, chỉ là màn khịa với nhau mà thôi. Đây cũng là một điều đặc biệt của Kamen Rider Kiss so với những Kamen Rider khác. Có thể lấy điển hình như một Battle Royale là Kamen Rider Ryuki. Họ có thể sinh tồn và chiến đấu với nhau, nhưng Kiss thì không. Đây là trò chơi anh hùng, họ sẽ phải bảo vệ mọi thứ, người dân và đánh bại quân xâm lược Yamato, chứ không phải là trò chơi mà họ vào để bam nhau. Chưa kể tới việc tất cả những item là rải rác khắp nơi, nên việc một Rider lấy được một vật phẩm lợi hại và bam Rider khác, chuyện này là quá vô lý. Nên mình nghĩ trận đụng độ này chỉ mang yếu tố khịa nhau mà thôi. Sau đó chúng ta thấy được một bất cụ mới từ tên Mari, là một chiếc chùy xích. Sau tập vừa rồi thì có lẽ Kaoru cũng ít nhiều trong tâm trí mình, mặc dù mấy rất là con người nhưng mà cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của mấy. Có thể sau trận chiến lần này thì mấy cũng sẽ bị bế đi mà thôi. Chiếc chùy này tạo nên khá nhiều lợi thế trong phạm vi tấn công cũng như lực sát thương. Và nó là một chiếc chùy được lấy lại từ một chiếc switch của Kamen Rider Forces. Sau đó chính là màn Ace đã tiến lên trong nơi tập trung của tất cả người chơi và làm gì đó. Anh ấy đang bốc thăm, anh ấy sẽ là người cao điểm nhất, có lẽ anh ấy sẽ được ưu tiên bốc thăm và chọn ra người trong cặp đấu với mình. Người đó lại chính là Nago, trong khi Buffa được hỗ trợ bởi Tycoon. Phần của Neon cũng như Ace mình không nói nhiều nhé, họ đã có tư thế chiến đấu và Neon và Ace đã có cuộc hiểu rõ nhau hơn ở tập 4 rồi. Nên tập 5 họ sẽ phối hợp chiến đấu cũng không có gì điều bất ngờ. Kiss thì đã có trở lại Magnum. Tới thời điểm hiện tại thì có vẻ chỉ trừ Kiss, tất cả những Rider khác chỉ ở form bất cổ cơ bản, thậm chí là zombie của Kamen Rider Buffa cũng chưa chắc là hình dạng chính của nấy vì nấy còn cặp chân nữa. Và tất cả những Rider tới thời điểm hiện tại họ vẫn chỉ xài những bất cổ cơ bản mà thôi. Và chiếc song cũng như chì xích này là nâng cấp chăng? Vậy kẻ thù lần này có thể sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, hoặc đây chỉ là phần quà để nâng cấp sau những màn chơi mà họ đã vượt qua, thay những chiếc item khá phới là cung và những thứ khác. Về phần cặp còn lại là Buffa cũng như Tycoon, cặp này khá thú vị. Liệu đây có phải là câu nói tất cả Rider đều đối thủ của tôi, và việc tại sao Kiss lại có lại Magnum liên quan tới cặp đôi này hay không? Buffa không tin tưởng vào Tycoon vì dù sao Tycoon cũng là bạn với hai người còn lại, nên hắn ta sẽ có một số cách cũng như có thể bỏ rơi Tycoon trong những trường hợp cấp bách như chúng ta thấy ở đầu đoạn trailer. Nên Kiss đã ra tay cứu giúp, và bằng một cách nào đó lại là so đo điểm với nhau hay sao, cũng như cách chiến đấu của cả hai là không phù hợp với Buckle nên họ sẽ đổi Buckle với nhau. Kiss sẽ có lại Magnum cũng như Buffa sẽ có lại zombie. Còn một điều thú vị nữa, Nago lại sử dụng chiếc Buckle cơ bản cặp song kiếm gắn trên tay. Với sức mạnh từ lồi mèo của cô thì việc gắn hai song kiếm sẽ giúp khả năng linh hoạt cũng như tấn công kẻ thù nhanh nhẹn hơn bình thường. Tiếp theo đó là phân cảnh mà Kiss cũng như Buffa gặp nhau. Buffa còn hủy gối xuống. Chuyện gì đã diễn ra? Buffa cay nghiệt Kiss không phải vì anh thắng trò chơi, mà điều ước của anh là điều ước vô nghĩa. Với Buffa có lẽ điều ước như vậy là không nên. Mặc dù lý tưởng Kiss là rất tốt khi anh nghĩ sinh tồn là tất cả trong thế giới hiện tại, và người có thực lực sẽ là người giành chiến thắng, nhưng tất cả gì anh đạt được đều chẳng khác gì những doanh nhân ở thời điểm hiện tại. Vì như công việc chúng ta thấy là một người công nhân trong công trường hay làm việc gì đó liên quan xây dựng, nên cuộc sống của anh có vẻ cũng không tốt đẹp gì cho mấy. Anh có lẽ sẽ rất cay nghiệt những người chủ như người doanh nhân hay chăng? Vậy anh cũng cay nghiệt Kiss. Những tên Yamato thì mình đã nói đầu đoạn trailer, còn phần cuối cùng chính là tên Rider mới. Do Mari không còn ai và có lẽ ông ta là người điểm thấp nhất nên không có quyền tự quyết, vì vậy ông ta đã được một Rider được tạo ra. Tên này sẽ là tên gấu còn lại trong ba anh em là gấu trắng, gấu trúc và tên này sẽ là tên gấu nâu. Hắn ta với hình dạng là áo tròn phía sau lưng và sẽ hỗ trợ Kamen Rider Mari. Lúc này ông ta có vẻ đang nhặt được chiếc buckle liên quan tới chùy xích của mình. Tên Rider này liệu có phải là nhân vật đó bí ẩn hay không? Những hình ảnh được leak ra trong tuần này thì cũng tương tự gì mình nói. Chắc chỉ có thêm một màn phối hợp chiến đấu giữa Kamen Rider Mari cũng như tên Rider mới mà thôi. Chẳng có gì đặc biệt trong tuần này. Cũng như là gương mặt thất thần của Buffa khi đối đầu với Kiss vì anh quá bất lực trước sức mạnh của Kiss tại thời điểm hiện tại. Đó là những gì diễn ra trong trailer tập 5 cũng như những hình lực leak ra nhé. Mình là Rider Kiss, thanks for watching. Bye.